về mặt kỹ thuật số ít nhất. Nhưng giữa phiên bản này và Mission Error, Porsche đang có những bước chuyển mình. Đây là Porsche Vision Gran Turismo, chiếc xe mới nhất trong hàng dài những chiếc xe tuyệt vời được tạo ra bằng kỹ thuật số cho loạt trò chơi điện tử Gran Turismo. Trong khi các khái niệm chỉ kỹ thuật số không có gì mới, Gran Turismo đã trở thành nơi để các nhà sản xuất ô tô thực sự vượt qua ranh giới của thiết kế, khám phá các khái niệm thẩm mỹ một cách nghiêm túc nhưng mạnh mẽ, thường có tác động đến sản phẩm thực tế trong tương lai. Hãy coi đó là một cách để các công ty thể hiện những hình thức đầy tham vọng nhất của ngôn ngữ thiết kế lý tưởng của họ trong hầu như tàu có thể lái được. Đó chính xác là những gì Porsche đã làm với chiếc xe Vision Gran Turismo của mình. Mẫu xe đua Mission Error ý tưởng mà chúng tôi vừa lái trong đời thực đã đề cao ngôn ngữ thiết kế của Porsche. Nhưng so với Vision Gran Turismo thì nó gần như dành cho người đi bộ. Vision GT cực kỳ ấn tượng, đèn pha của nó gần như đã tự phát triển thành không tồn tại. Tán cây mở ra phía trước như một mảnh duy nhất. Phía sau chủ yếu là bộ lốp khổng lồ nhô ra khỏi thân xe phình to. Bộ khuếch tán gió hoành tráng và bộ phận đèn hậu nằm ngang một trong số ít những liên kết phong cách rõ ràng giữa nó và những chiếc xe trong thế giới thực của Porsche. Porsche cho biết đó là một chiếc EV, nhưng tất nhiên nó thực sự chỉ là một S và không. Trong vũ trụ trò chơi, nó có thể được cung cấp năng lượng bởi một ổ đĩa nhiệt hạch hoặc một tủ điện thông lượng cho tất cả những gì nó quan trọng. Nhưng hệ thống truyền động EV mang lại cho Vision một liên kết rõ ràng hữu hình với các sản phẩm điện hiện tại và tương lai của Porsche, điều này rất hợp lý. Các thông số kỹ thuật của nó, theo giả thuyết rất ấn tượng, không đến 62 dặm một giờ trong 2,1 giây, tốc độ tối đa 217 dặm một giờ và 1274 mã lực. Điều đó thực sự không quá hoang dã. Đặt nó đi trước một chút không quá đáng kể so với 1073 mã lực tốc độ tối đa 186 dặm trên giờ của Mission Error và thời gian không đến 60 trong 2,5 giây. Vision GT trước hết là một bài tập tiếp thị cho Porsche, nhưng nó cũng là một hộp cát an toàn để đội ngũ thiết kế và kỹ thuật của Porsche bắt đầu suy nghĩ về cách hãng xe thể thao huyền thoại này sẽ phát triển trong kỷ nguyên điện. Nếu đây là bản xem trước về cách nó sẽ diễn ra, thì chúng tôi đều cho nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!